Say hello đi, đang quay phim nè. Thấy không vậy? Đồng. Thank you.
Cương chánh à, đại ca à, tụi này chuyến này đi sướng lắm, 10 đồng chai 10 đồng nó đem sát bờ hồ luôn cho mình, cứ lần đưa 10 đồng là một chai đó. Ngày 3 chai
có mệt ngàn chai thôi. Xạo quá. 10 đồng quá rẻ rồi, được rồi. Thì đã nổ rồi. Đúng rồi. Nổ vừa thôi. Nổ phải nổ cho banh. Ok. Ok yeah. Thôi nha, chúc yeah. bên nó uống bình yên. Nói gì đi? Lễ ra đề xong rồi nhớ đến xoài biết. Thế đến khắc tượng dùm thấy không? Không cho biết cảm tưởng ở Cancun như thế nào? Đẹp quá. Enjoy quá. Love it. Có hợp cho biết cảm tưởng đi Cancun như thế nào? Thích nhậu rồi. Ai sao cô vậy? Trời. Mấy ông nhậu từ mỗi Cancun. Nói lớn lên chứ đây nhà đi ông vòng lắc lỡ cho người ta ừ. Chú quay về à vòng đây nè đó kêu cảm ơn chú chân đi cảm ơn. Vượt biển nè. Trời ơi. This is when you said me.
Nhảy đi, nhảy đi. Trời ơi, đi làm sao trả vậy? Quay ra kìa, quay ra đi vô. Chào đi hôm everybody way. Everybody way. Bỏ rồi YouTube à. Rồi. Rồi đó, vậy thôi à. Khó khăn quá.